chương 2436, vô ảnh đại nhân, thật không ngờ lúc còn sống còn gặp đại nhân. Lão giả hết sức kích động, nắm chặt bàn tay Lý Thất Dạ, ta cũng không ngờ còn gặp lại ngươi, sau khi sát thủ dạ giả đoàn giải tán, trừ lão ẩn độn, ta cũng chưa từng nghe qua tin tức của các ngươi. Lý Thất Dạ vô cùng cảm khái nói một câu, vô ảnh chính là lão giả trước mặt này, tương mạo của hắn hết sức bình thường, mà tên hắn cũng không có ai biết, thậm chí thế gian trừ Lý Thất Dạ ra thì không có ai gọi hắn là vô ảnh nhưng mà có ai biết lão giả nhìn qua hết sức đại chúng này lại là nhân vật khủng bố của thời đại cổ minh cho dù là cổ minh nhất tộc khí thế hùng ác cực thịnh khi gặp lão già này cũng phải lạnh lẽo run rẩy vô ảnh quân đoàn trưởng sát thần dạ đoàn hắn là thủ tịch sát thủ dưới trường âm nha là ma thần trong bóng đêm thời điểm hắn xuất hiện sẽ có đầu người rơi xuống đất là sát thần chân chính vào thời đại cổ minh mặc dù nói lý thất dạ cũng đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng sát thần dạ đoàn nhưng mà hắn là âm nha hắn là quân đoàn trưởng sau màn là chỉ huy cao nhất vô ảnh cũng phải nghe lệnh của hắn hắn là quân đoàn trưởng chân chính vô ảnh chỉ là người chấp hành sát thần dạ đoàn hắn quán triệt ý chỉ lý thất giả, sát thần dạ đoàn quán triệt ý chí lý thất giả từ huấn luyện bồi dưỡng quy luật cho tới các hoạt động khác về phần ám sát ý chí lý thất giả ứng chỗ nào chỉ cần lý thất giả muốn đánh lén một loại cổ minh nhất tộc đại nhân vật vô ảnh sẽ quán triệt lý thất giả ý chí mang theo người này đầu lâu tới gặp lý thất giả sau khi thời đại cổ minh chấm dứt sứ mạng sát thần giả đoàn đã hoàn thành sát thần giả đoàn từ nay về sau biến mất khỏi thế gian tất cả sát thủ ẩn đội hoàn toàn không hiện thế sứ mạng chúng ta đã hoàn thành cử giới cũng không cần sát thần giả đoàn tồn tại vô ảnh nói ra sau bao nhiêu năm qua vô số tuyến nguyệt phủ đầy bụi bậm gặp lại đại nhân nội tâm vô ảnh vô cùng kích động giống như gặp được thân nhân hắn chỉ là cô nhi về sau được âm nha lý thất dạ thu dưỡng truyền thụ sát thần đạo thành tựu sự nghiệp vô thượng cố gắng trả giá vì hào quang của cửu giới vạn cổ ung dung năm đó từ biệt trừ lão không còn hiện thế lý thất dạ cũng thập phần cảm khái thời điểm cửu giới hắc ám nhất sát thần dạ đoàn vẫn luôn là phục tá đắc lực của hắn tuy cửu giới thế nhân không biết công lao của bọn họ đổi lấy hòa bình trong muôn đời sau công lao của mỗi sát thủ sát thần dạ đoàn không thể xóa nhỏ được đáng tiếc sau khi sát thần dạ đoàn thoái ẩn lý thất dạ cũng sẽ không có gặp lại bọn họ bởi vì sứ mạng của bọn họ đã hoàn thành bọn họ vượt qua thời gian hắc ám nhất, tuyến nguyệt nguy hiểm nhất, thời điểm đổi lấy quang minh cho cửu giới, bọn họ trải qua thời gian an tĩnh, cho nên lý thất giả cũng không muốn đi đánh thức bọn họ. Huynh đệ năm đó đã nhạt nhòa theo năm tháng, hiện tại chỉ còn lại lão già họ như ta mà thôi. Với tư cách sát thủ, vào lúc này hắn cũng khó ức chế cảm xúc của mình, là ta bạc đãi mọi người, có lẽ các ngươi phải có tấm bia công tích ghi lại vinh quang. Lý thất giả thở dài một hơi, đại nhân không truy cầu hư danh, chúng ta có gì theo đuổi chứ? Vô ảnh nói ra, đại nhân ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt cửu giới, thế nhân còn không lập bia công lao cho đại nhân so với công lao của đại nhân công tích của chúng ta không đáng là gì cả ta biết rõ nhưng có một phần vinh quang là thuộc về các ngươi lý thất dạ cảm khái nói có thể thuần phục đại nhân có thể trở thành một thành viên của sát thần dạ đoàn chính là vinh quang của chúng ta vô ảnh nghiêm túc nói trở thành sát thần dạ đoàn cô quá khứ chúng ta đã gánh vác sứ mệnh thần thánh khôi phục cửu giới đây đã là vinh quang vô thượng của chúng ta không có ý chí của đại nhân quán triệt xuống cửu giới vẫn còn trong thời đại hắc ám cho dù chúng ta ẩn thế có được thời gian an nhàn cũng chỉ là nửa đời sau chuyện cũ không nói cũng được cuối cùng trong nội tâm lý thất dạ cảm khái nói một câu năm đó thời điểm hắn nói chuyện với vô ảnh hắn nhìn nhìn thấy tiểu hài từ ngây thơ và kiên nghị bởi vì thời gian trôi qua thật lâu hắn đã là lão già xanh sao gần đất xa trời vô ảnh gật đầu cầm chặt bàn tay lý thất dạ lúc này đi đến thiên linh giới nhìn thấy ngọc kiếm ta biết ngay sát thần đạo vĩnh tồn sát thần dạ đoàn sẽ tồn tại đã gặp nàng ta cũng vui vẻ cũng thật cao hứng lý thất dạ cảm khái nói thời đại hiện tại không cần sát thần dạ đoàn năm đó nhận đứa nhỏ ngọc kiếm này chỉ vì muốn truyền thừa sát thần đạo mà thôi không phải muốn mượn tay của nàng vô ảnh gật đầu nói nói Thiên Phú Ngọc Kiếm rất tốt, tính tình cũng thích hợp kế thừa sát thần nói, sát thủ đạo sẽ truyền thừa trong tay của nàng, thật sự là lựa chọn tốt nhất, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đại nhân, Vô Ảnh há miệng muốn nói nhưng lại thôi, người đã đi theo ta cả đời, còn có lời gì không thể nói, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nếu như ngay cả ngươi cũng kiêng kỵ, thế gian này còn ai dám nói chuyện với ta đây, ta sẽ cho Ngọc Kiếm tùy tùng đại nhân, cuối cùng, Vô Ảnh không kiêng kỵ nói ra một câu, Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng, nói ra, có lẽ ngươi cũng rõ, cũng có thể hiểu ta nhất định sẽ bước đi trên xương khô, ta nhất định sẽ tắm máu, không thể phủ nhận, sát thần đạo cần máu tươi ma luyện, nhưng mà đi theo ta, không nhất định là chuyện tốt, tương lai quá tàn khốc, địch nhân của ta là chư thần chúng đế, cũng là tận cùng thế giới, với tư cách một sát thủ, nếu như đi theo ta, chỉ sợ không có kết cục tốt. Thời điểm Lý Thất Dạ nói chuyện này, hắn rất nghiêm túc, ta biết rõ, phu ảnh trịnh trọng gật đầu, hắn cũng rất nghiêm túc, Lý Thất Dạ cười khổ một tiếng, nói ra, vậy ngươi cũng nên biết, năm đó ta thả sát thần dạ đoàn rời đi, ta chỉ hy vọng các ngươi có thời gian an bình không cần vừa tỉnh dậy hắc ám bao phủ đại địa, không cần với giấc mộng giết chóc mà thức giấc, không cần gối lên lợi kiếm chìm vào giấc ngủ, không cần nằm dạp người trước trận doanh địch trong bóng tối. Sau khi thời đại cổ minh chấm dứt, các người có tư cách an bình hơn ai hết, cho nên ta cũng không muốn quấy rầy các người, ta không hy vọng các người lại cột lên chiến xa của ta, cũng sợ các người bị cuốn vào chiến tranh không ngừng nghỉ. Các người trả giá nhiều như thế, cho dù là các người hay là hậu đại các người đều đáng giá có được phần an bình này. Ta biết rõ đại nhân dụng tâm lương khổ, vô ảnh nói ra, cho nên hậu đại tử tôn không đi theo tùy tùng đại nhân, không thể thuần phục đại nhân nhưng ngọc kiếm đứa bé này có thể ở gặp đại nhân trong biển người mênh mông đây là một loại duyên phận cũng như ta năm đó gặp được đại nhân chương 2437, hàng lâm bắc uông dương một ta hiểu lý thất giả nhẹ nhàng mà thở dài một hơi cuối cùng đành phải vừa cười vừa nói nếu người đã nói như vậy ta cũng chỉ cho nàng ở bên cạnh ta xem ra sát thần đạo lại tìm được truyền nhân rồi vô ảnh tươi cười vừa cười vừa nói tương lai không có ai thích hợp hơn ngọc kiếm trong tương lai trên chín tầng trời nàng nhất định có thể làm cho sát thần đạo đại phóng dị sắc quy danh sát thần đạo sẽ truyền khắp 13 châu dạ tâm của ngươi không nhỏ Lý Thất Dạ cười rộ lên, gật đầu nói nói, nếu ngươi đã nói như vậy, ta đáp ứng ngươi là được, ta sẽ dẫn nàng đi du ngoan cửu thiên, chỉ cần nàng có thể cố gắng, tương lai uy danh sát thần đạo chắc chắn danh truyền 13 châu. Vô Ảnh cũng cười rộ lên, hắn dáng người danh sao nhưng tươi cười như hài tử, hết sức cao hứng, lúc này hắn không phải một sát thủ, hắn chỉ là người bình thường, chỉ là hài tử mặc thôi. Lý Thất Dạ và Vô Ảnh cười rộ lên, bọn họ cười thật lâu, cười tới khi mệt mỏi, đi thôi, ta cũng nên rời khỏi, ngươi không cần tiễn ta, tuổi của ngươi cũng nên an dưỡng rồi. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, nhìn Vô Ảnh nói ra, đại nhân, vô ảnh há miệng muốn nói nhưng mà lại giấu trong lòng không nói ra nói đi lý thất dạ nhìn qua vô ảnh chậm rãi nói ra năm đó ta chỉ là tiểu hài tử chỉ là cô nhi mà thôi trong năm tháng hắc ám đó ta là một con chó hoang du đãng các nơi mà thôi dãi gió rầm xương mỗi ngày nơm nớp lo sợ không biết bao giờ mới là ngày cuối cùng vô ảnh nói ra cho tới khi gặp được đại nhân ta mới biết đâu là nhà đâu là thân nhân bước vào sát thần dạ đoàn tuy trải qua huấn luyện cực khổ nhất trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc nhất cũng trải qua vô số lần sống và chết nhưng sát thần dạ đoàn chính là nhà của ta đây là đại gia đình của ta chúng ta chưa bao giờ bỏ nhau đại nhân cũng chưa từng buông bỏ chúng ta cho dù tối tăm cỡ nào đại nhân luôn có thể chỉ dẫn chúng ta trở về tuy đại nhân rất nghiêm khắc với chúng ta nhưng mọi người đều biết chỉ cần đại nhân vẫn còn chúng ta sẽ có hy vọng đại gia đình này sẽ không sụp đổ sẽ tồn tại nói đến đây vô ảnh không khỏi cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà nói ra trong suy nghĩ của chúng ta đại nhân giống như nghiêm phụ nhưng mà chúng ta là sát thủ chúng ta có sứ mạng của chúng ta ta biết rõ nội tâm lý thất giả sinh ra tâm tình buồn bã hắn chậm rãi nói ngươi quỷ xuống đi Ta cho phép ngươi. Từ biệt lần này, chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa rồi. Từ biệt lần này sẽ là thiên nhai hải cách, bởi vì đây là lần gặp mặt cuối cùng. Lý thất giả cũng đáp ứng, phốc một tiếng. Vô ảnh trang trọng quỳ tại chỗ, hắn dập đầu ba cái thật mạnh, nói: phụ thân đại nhân. Trong lòng Lý thất giả rung động mạnh, chậm rãi nhắm mắt lại thừa nhận đại lễ của vô ảnh. Không biết có bao nhiêu cảm giác, hai mắt vô ảnh ẩm ướt, hắn cũng biết đây là lần cuối cùng trong đời có thể gọi bốn chữ phụ thân đại nhân. Chia ly lần này sẽ là vĩnh biệt, cuối cùng, thân ảnh vô ảnh lóe lên, hắn biến mất khỏi nơi này, biến mất trong bầu trời đối với hắn mà nói nhân sinh khó khăn nhất không gì vượt qua ly biệt sau khi trôi qua thời gian thật lâu lý thất dạ mở hai mắt ra hắn không phát hiện hai mắt của mình đã ẩm ướt cho dù trái tim đã băng giá của hắn cũng sinh ra rung động nhang nhỏ sau năm đó từ khi bắt đầu thành lập sát thân dạ đoàn đám người vô ảnh chỉ là hai đồng 10 tuổi vô cùng ngây thơ bọn họ chính là những cô nhi không nhà để về hắn thu dưỡng bọn họ huấn luyện bọn họ yêu cầu với bọn họ cũng vô cùng nghiêm khắc cho tới nay hắn vẫn là quan chỉ huy khắc nghiệt hắn dùng cường độ huấn luyện cực cao để rèn luyện bọn họ cũng chỉ có như vậy bọn họ mới không phụ công sức và sứ mạng trong đời mình nếu không bọn họ đã bỏ mạng trong chiến tranh dưới sự chỉ đạo của hắn những hài đồng ngây thơ đã biến thành những sát thủ tuyệt thế cuối cùng lại trở thành những lão nhân đầu tóc bạc trắng từ khi thành lập sát thân dạ đoàn năm đó cho tới khi tiễn biệt nhau bởi vì hắn nhìn thấy bọn họ lớn lên một tay hắn bồi dưỡng bọn họ biến những hài tử thành sát thủ cho nên hắn cũng đích thân tiễn biệt bọn họ không muốn họ lại cột lên chiến xa của hắn trong lòng hắn suy nghĩ muốn bọn họ yên lặng sống hết nửa đời còn lại, bởi vì hắn có trách nhiệm này, là hắn biến những hài tử ngây thơ thành sát thủ, cho nên hắn muốn trả lại sự an bình cho bọn họ, không hy vọng bọn họ lại gối lên lợi kiếm chim vào giấc ngủ, không hy vọng bọn họ bừng tỉnh vì sát khí trong lúc ngủ say, cho nên vào thời đại sau đó hắn không tận lực nghe ngóng tin tức bọn họ, không có đi tìm kiếm, cũng chỉ muốn bọn họ sống trong bình tĩnh và an lành. Hôm nay gặp được vô ảnh, một hài tử vô cùng ngây thơ năm đó đã biến thành lão nhân hấp hối, gần đất xa trời. Mặc dù nói trăm ngàn năm qua đi. Lý Thất Dạ cũng không phải chưa từng tiễn biệt người bên cạnh mình ra đi, nhưng vào thời điểm tiễn biệt vô ảnh, trái tim chết lặng của Lý Thất Dạ sinh ra cảm xúc run rẩy vài lần, giống như tiễn biệt vãn bối, tiễn biệt hài tử của mình, tiễn bọn họ đi vào đất vàng vĩnh hằng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, thu liễm cảm xúc, ánh mắt của hắn trở về bình thản. Lý Thất Dạ từ bình thản biến thành lạnh lùng. Hắn vẫn là Lý Thất Dạ, vẫn là âm nhà, hắn không có quá nhiều tình cảm, không có quá nhiều cảm xúc, cũng không có quá nhiều yêu sầu. Đại đạo dài đằng đẵng, hắn nên đi tiếp. Lý Thất Dạ trở lại đạo đài lúc trước. Tô U Hoàng cùng Tư Mã Ngọc Kiếm đang đứng chờ hắn ở đó, lý thất giả nhìn qua tư mã ngọc kiếm chậm rãi nói ra ngươi có gì cần chia tay hay không ngươi có cần cáo từ ai nữa không nếu có hiện tại đi cáo từ đi sau này sẽ không có cơ hội đâu tư mã ngọc kiếm nhìn về nơi xa ánh mắt của nàng chấn động vài lần cuối cùng nàng vẫn hít sâu một hơi nói ta đã cáo từ ta đã chuẩn bị thật tốt thời điểm đi đến nơi đây tư mã ngọc kiếm cũng biết chính mình sẽ triệt để cáo biệt thiên linh giới cho nên nàng đã chuẩn bị thật tốt vậy là tốt rồi lý thất giả nhìn qua tư mã ngọc kiếm chậm rãi nói ra từ nay về sau ngươi sẽ lưu ở bên cạnh ta thế gian rộng lớn cũng rất tàn khốc một ý niệm sẽ quyết định sinh tử, cho nên, tương lai có bao nhiêu tạo hóa, có bao nhiêu thành tựu, cuối cùng cần dựa vào người cố gắng mới đạt được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta có thể làm chỉ là chỉ điểm con đường sáng cho ngươi đi mà thôi, ta hiểu. Từ Mã Ngọc Kiếm trịnh trọng gật đầu, tuy nàng không biết quan hệ giữa Lý Thất Dạ và Sát Thần Dạ đoàn là như thế nào, nhưng mà lão tổ tông giao mình cho Lý Thất Dạ, như vậy nàng đã giao tất cả cho Lý Thất Dạ, mọi thứ của nàng sẽ là của Lý Thất Dạ. Chương 2438, Hàng Lâm Bắc Uông Dương hai tốt, Lý Thất Dạ nhìn Tô Ung Hoàng nói ra, ta mở đạo môn ra, tiễn hai người các ngươi quay về trung đại vực, ngươi mang nàng quay về tầy nhan cổ phái tạm thời giao nàng cho ngươi ngươi thì sao tô u hoàng nghe xong lời này thì giật mình hỏi thăm lý thất dạ nói ra ta đi bắc uông dương có chuyện cần ta chấm dứt hơn nữa ta cũng có đồ vật đặt ở bắc uông dương tô u hoàng cũng cảm thấy kỳ quái tại sao lý thất dạ có thể có đồ vật đặt ở bắc uông dương chứ hắn có liên hệ duy nhất bắc uông dương chính là từ thúy ngưng nhưng mà lý thất dạ chưa nói tô u hoàng cũng không có hỏi tới nàng gật đầu trả lời ta sẽ ta sẽ mang tin tức trở về ông một tiếng lúc này lý thất dạ mở đạo môn ra tập trung tọa độ nhìn tô u hoàng cùng tư mã ngọc kiếm nói ra chuẩn bị lên đường đi sau khi trở về phải cố gắng tu luyện thật tốt tô u hoàng và tư mã ngọc kiếm cũng gật gật đầu cuối cùng hai người bọn họ bước vào trong đạo môn cửu giới bị đóng cửa đạo môn không thông đoạn tuyệt liên hệ dưới tình huống như vậy muốn vượt qua cửu giới là chuyện thập phần khó khăn chuyện cũng chỉ có thần hoàng mới có thể mở ra cho dù có thể vượt qua cửu giới nhưng mà đạo môn không ổn định cũng sẽ sinh ra rất nhiều thứ không xác định nhưng mà với lý thất giả mà nói đây là chuyện dễ dàng hắn tu luyện không thư hắn nắm giữ không gian không phải bất cứ kẻ nào có thể so sánh cuối cùng lý thất giả tiễn tô u hoàng cùng tư mã ngọc kiếm hắn tập trung tọa độ xong lại bước vào đạo môn, hắn đi Bắc Uông Dương, Bắc Uông Dương, một trong năm đại vực của Nhân Hoàng giới, nó nằm ở phía Bắc Nhân Hoàng giới, nơi này đất rộng vật nhiều, cực kỳ phồn hoa, Bắc Uông Dương, nó được gọi là Bắc Uông Dương, ở chỗ này thật sự có biển cả vô cùng mênh mông, cả Bắc Uông Dương rất rộng, rộng tới mức không ai tính ra, cho nên cũng không ai có thể đo đạc, nhưng mà Bắc Uông Dương lại khác với Thiên Linh giới, Thiên Linh giới chính là thế giới biển cả, lục địa rất ít, cho nên rất nhiều tu sĩ Thiên Linh giới được cư trú ở đáy biển, mà Bắc Uông Dương lại khác, trong biển rộng mênh mông của bắc uông dương có vô số hòn đảo vô số hòn đảo dính liền hình thành những chuỗi đảo thật lớn đồng thời trong biển bắc uông dương còn có rất nhiều đại lục những đại lục mênh mông này nằm trong biển lớn chúng giống như là từng chiếc chiến hạm vĩnh viễn không chìm đứng trên trời bắc uông dương nhìn xuống bắc uông dương bên dưới hòn đảo và đại lục trong bắc uông dương chẳng khác gì những hạt phỉ thúy hào quang lấp lánh thập phần xinh đẹp nó đẹp không sao tả xiết không ai có thể dùng lời miêu tả ra được lý thất giả dạ đi vào bắc uông dương thời điểm hắn bước vào trong phiến đại lục nà trong lòng của hắn có không ít cảm khái không ít chuyện cũ hiện, hiện trong lòng Lúc này Lý Thất Dạ độc thân đến Bắc Uông Dương, hắn muốn chấm dứt vài chuyện, trên thực tế, càng nói đúng hơn hắn tới thu nợ, trên đời này còn có vài người hắn cần phải tính sổ, trừ chấm dứt vài chuyện ra, quan trọng hơn là Lý Thất Dạ muốn mang theo một ít đồ vật trong Bắc Uông Dương đi, một ít thứ cực kỳ quan trọng, thậm chí là đồ vật có khả năng quyết định tới trận chiến cuối cùng, tại Bắc Uông Dương, Lý Thất Dạ lưu lại rất nhiều bảo tàng, năm đó Lý Thất Dạ mang bảo khố lớn nhất của mình xây dựng tại Bắc Ôn Dương, ở chỗ này cất chứa rất nhiều tài nguyên, tài nguyên trong các bảo tàng này có thể khiến nhiều đời người sử dụng không hết, mà những tài nguyên này Lý Thất Dạ chuẩn bị diệt thế, tài nguyên phong phú tới mức không cách nào tưởng tượng nổi, có thể nói, trong bảo khố này có tài nguyên kinh thiên, cho dù là tiên đế thậm chí muốn đạt được, đương nhiên, cho dù là tiên đế cũng không dám đi nhúng vào bảo tàng này, bởi vì bọn họ biết bảo tàng này thuộc về ai, nhưng mà có một người đang nhìn chằm chằm vào bảo tàng này, hơn nữa là chết cũng không hối cải, người này chính là Cố Tôn, đối với Lý Thất Dạ mà nói, Cố Tôn cường đại hơn nữa, lý thất dạ muốn tiêu diệt hắn cũng dễ dàng thậm chí có thể không cần hắn động thủ nếu như không phải hắc long vương cầu tình không phải niệm tình hắc long vương thì hắn đã giết cố tôn từ lâu rồi mặc dù nói cố tôn nói sẽ hối cải làm người mới hứa sẽ thay tâm lột xác an vận thủ mình làm người nhưng mà lý thất dạ lại biết rõ ràng chó vĩnh viễn không sửa tính ăn cứt cố tôn nói cái gọi là sửa tâm lột xác tất cả chỉ vì muốn hắc long vương đồng tình mà thôi hắn tuyệt đối không chết tâm này trên thực tế đối với cố tôn chết cũng không hối cải lý thất dạ biết rõ hắc long vương cũng biết nhưng mà hắc long vương đã đáp ứng một người cho nên cố tôn mới có thể hào hào sống đến bây giờ nếu không cũng không cần lý thất dạ ra tay hắc long vương tự tay phế hắn biến hắn thành phàm nhân cả đời đương nhiên đối với lý thất dạ mà nói cố tôn có thể sống đến bây giờ cũng không chỉ vì hắc long vương mà thôi trong mắt hắn cố tôn chỉ là con kiến hối hắn biết hối cải cũng tốt không biết hối cải cũng được đối với hắn mà nói chuyện này không quan trọng nếu như cố tôn không biết sống chết dám ngăn cản đường của hắn hắn cũng bóp chết hắn giống như bóp chết con kiến hôn mà thôi mặc dù nói lý thất dạ không hy vọng huyết tẩy chấn thiên hải thành nhưng mà nếu cần thiết hắn cũng không lưu tình chút nào sẽ không nương tay nếu ai dám ngăn cản đường hắn đi hắn sẽ đổ sát chấn thiên hải thành cho nên lúc này tiến vào bắc uông dương lý thất giả dạ đã có chuẩn bị huyết tẩy chấn thiên hải thành một khi động thủ hắn sẽ không nương tay nửa điểm bước vào bắc uông dương lý thất giả dạ hít sâu một hơi một làn gió mát mang theo hương vị của biển thổi qua mặt hắn tâm tình của hắn lúc này rất sảng khoái cũng đại dương mênh mông khí tức thiên linh giới và bắc uông dương có rõ ràng bất đồng khí tức của thiên linh giới chính là một đầm nước ướt át khí tức thiên linh giới giống như sương mù trong sương mù này mang theo mùi tanh của biển cả mà khí tức bắc uông dương lại khác hít sâu một hơi khí tức bắc uông dương khí tức thanh linh trong thanh linh này mang theo mùi thơm của bùn đất và hoa cỏ lý thất Giả đang đứng trên một hòn đảo chung quanh là những hòn đảo to lớn đảo lớn từ ngàn dặm cho tới vạn dặm đảo nhỏ chỉ vài trăm dặm những hòn đảo này đan xen kết nối với nhau thậm chí có những cây cầu hơn trăm dặm kết nối với nhau chính vì thế những hòn đảo này giống như những sợi dây xích những sợi dây xích này vây quanh một khối đại địa đây là một đại lục cực kỳ to lớn đại lục rộng trăm vạn dặm đại lục này trong biển cả mênh mông chẳng khác gì chiến hạm không bao giờ chìm lý thất giả bước vào trong đại địa tùy ý đi lại nơi này chương hai mẫu tử chủng tộc diễn biến chính là vấn đề thâm ảo nhất xưa nay một ít chủng tộc tiến hóa chỉ sợ vượt xa dự kiến của tạo hóa chủng tộc từ sâu trong biển cả đi ra ngoài trong đó mang theo bí mật mà thế nhân không bao giờ biết lúc đi lại trên mặt đất lý thất giả dạ cảm khái nói một câu sau khi đi lại trên đại lục lý thất giả dạ không biết lúc nào đi tới một tòa thành ngẩng đầu nhìn lên cửa thành viết hai chữ văn thành nhìn qua cửa thành lý thất giả dạ đi vào dung nhập vào trong dòng người hối hả văn thành là một thành cổ cực kỳ phồn hoa đương nhiên tại bắc uông dương tòa thành hơn 10 vạn nhân khẩu cũng chẳng tính là đại thành gì cả nhưng mà văn thành thống trị có phương pháp cách tính an cư lạc nghiệp cho nên văn thành cực kỳ phồn hoa Văn Thành là thành cổ phồn hoa, cả Văn Thành do Văn Nhân Thế gia quản hạt, cho nên cả Văn Thành là sản nghiệp của Văn Nhân Thế gia. Lý Thất Dạ bước vào Văn Thành, hắn đi lại trong con đường tấp nập, theo dòng người mà đi. Lý Thất Dạ tùy tâm mà đi, hưởng thụ khí tức hồng trần, vẫn ưa thích nhân hoàng giới, đi theo dòng người, cảm thụ được hồng trần thế tục phồn hoa. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, sau khi từ Thiên Linh giới trở về, nhân hoàng giới cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nói Thiên Linh giới là địa linh nhân kiệt, nhưng mà tại Thiên Linh giới lâu sẽ sinh ra cảm giác áp lực, giống như trên đỉnh đầu có vòng xoáy vây quanh. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tùy tâm tiến vào một khách sạn, ngồi gần một cửa sổ, tùy tiện gọi năm ba món ăn và bầu rượu nóng, hắn vừa ăn sáng vừa nhìn dòng người qua lại, có cảm giác thích ý như cách cả một thế hệ, nhìn qua dòng người đang đi, Lý Thất Dạ cười cười, hắn bước vào nơi này cũng không phải tùy ý chọn lựa nơi đến, hắn đến nơi đây vì tìm một đồ vật, tại Bắc Uông Dương, hắn lưu lại không ít đồ vật, lúc này hắn đi tìm binh khí, những binh khí này vẫn chưa dùng qua, nhưng mà hiện tại hắn định rời khỏi cửu giới, chuẩn bị làm lớn một hồi, cho nên hắn có ý định mang đòn sát thủ theo, giống như chân vũ hải thần nghe minh nhân tiên đế kể lại trong tay lý thất dạ thật sự nắm giữ một ít đồ vật thần kỳ có một hai món binh khí diệt thế hơn nữa hắn còn có một thứ hủy diệt thiên địa theo như minh nhân tiên đế nói thế gian thật sự có đồ vật hủy thiên diệt địa uy lực của thứ này không cần nói thiên địa cho dù là chư thần chúng đế đều tan thành mây khói đồ vật này không phải là hư cấu nó tồn tại chân thật quan trọng hơn là vì đạt được đồ vật này lý thất dạ cũng trả cái giá thật lớn tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang đối với lý thất dạ mà nói bắc uông dương chính là một hang của hắn tại bắc uông dương lý thất dạ cất giấu rất nhiều thứ trong đó có hai kiện binh khí giấu tại bắc uông dương lúc này đây đến lý thất giả chuẩn bị mang những binh khí này đi đây là đoàn sát thủ của hắn tương lai sẽ dùng trong trận chiến cuối cùng là thắng là thua tất cả đều sử dụng trong một lần thành bại cũng chỉ trong nháy mắt lý thất giả uống rượu nhìn ra bên ngoài mà trong khách sạn cũng có không ít top 5 top ba nói chuyện trời đất bàn luận đều là tục sự lý thất giả thích ý uống chút rượu hắn nghe những người này nói chuyện trên trời dưới đất nếu là lúc bình thường thì lý thất giả không quan tâm những tục sự này đó là những chuyện nhỏ như hạt vừng nhưng mà hiện tại lý thất dạ lại nghe được mùi ngon chuyện này cũng làm lý thất dạ nhớ tới câu nói của giàn văn tâm thiên địa quá xa xôi là một con kiến hôi trong thiên địa cũng không có gì không tốt cuối cùng lý thất dạ cười khổ một tiếng đáng tiếc hắn không cách nào làm con kiến hôi trong thiên địa hắn không muốn làm con kiến hôi hắn muốn làm con kiến hôi cắn chết voi lớn tử tôn quấn đầu gối phồn hoa phú quý nếu như lý thất dạ muốn hắn cũng có thể vượt qua thời gian hạnh phúc như vậy đáng tiếc đây không phải hắn truy cầu thế gian cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn cuối cùng lý thất dạ thu hồi tâm thần hắn chỉ cười cười nhưng mà an tĩnh cũng biến mất đông 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 vào thời điểm này từng tiếng bước chân rồn rập vang lên tiếng bước chân nhẹ và nhanh trong nháy mắt có hai người đi vào khách sạn một lớn một nhỏ nhìn qua là mẫu tử các nàng vội vàng tiến lên lầu đi vào nơi hẻo lánh sau đó gọi vài món ăn sáng sau khi mẫu tử này ngồi xuống lý thất dạ liếc mắt nhìn qua người lớn là thiếu phụ hơn 30, hết sức trẻ tuổi nàng mặc một thân áo gai trước ngược điểm có một đóa hoa nhỏ không có son phấn nữ tử mặc áo gai rất rộng hơn nữa còn mang cái mũ trên đầu nàng đội mũ kéo xuống rất thấp dường như muốn che khuất gương mặt của mình cho dù cô gái này mặc áo gai và không son phấn nhưng lại không che hết xinh đẹp của nàng, đôi mắt long lanh như làn thu thủy, chân mày lá liễu mang theo ba phần kiều mị, bảy phần phong tình. Cô gái này dung nhan kiều diễm, thập phần xinh đẹp, hơn nữa dáng người cũng vô cùng tốt, không quản áo gai rộng thùng thình, cũng không cách nào che khuất đường cong vào bộ ngực đẫy đà, bờ mông rất tròn và dung nhan diễm lệ, bộ dáng thiếu phụ thủy mị yển lộ không sót lại chút gì, nàng giống như một quả bồ đào thành thục, làm cho người ta không kiềm được muốn cắn một cái. Cô gái này thật phần cảnh giác, sau khi nàng ngồi xuống liền nhìn quanh một chút, lập tức cúi đầu sau đó kéo mũ xuống như muốn che khuất toàn bộ dung nhan. So với nữ tử cẩn thận thì tiểu cô nương lớn mật hơn nhiều, tiểu cô nương này chừng sáu bảy tuổi đôi mắt to tròn mọng nước linh khí mười phần phấn trang chạm ngọc ai gặp được cũng biết đây là đại mỹ nhân trong tương lai tiểu cô nương này đi theo mẫu thân ngồi vào chỗ của mình hết sức tò mò nhìn chung quanh dường như nàng thật sự rất ít khi tới nơi náo nhiệt đối với chuyện gì cũng chẳng ngập hiếu kỳ lúc này tiểu nữ hài nhìn quanh nhìn thấy lý thất dạ cũng đang nhìn qua bên này thời điểm nhìn thấy lý thất dạ nhìn chăm chăm vào mình tiểu nữ hài cũng không sợ hãi nàng còn chừng lý thất dạ nhìn lý thất dạ giơ nắm tay nhỏ lên mà mẫu thân của nàng kéo nàng tới bên người nhìn quanh một hồi sau đó kéo mũ xuống thập phần khẩn trương thập phần cảnh giác vào thời điểm này bên ngoài vang lên từng tiếng tạp âm là tiếng xe ngựa trong nháy mắt vây quanh khách sạn này phát sinh chuyện gì vừa nghe những tạp âm này vang lên khách nhân đang uống rượu trong khách sạn nhìn ra bên ngoài là người văn nhân thế ra, nhìn binh mã đang vây quanh bên ngoài tất cả khách nhân giật mình biến sắc nói một câu lúc này thiếu phụ ngồi trong góc biến sắc lập tức kéo tiểu nữ hài vào trong đưa nàng ra sau lưng mình đông 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 lúc này tiếng bước chân rồn rập vang lên tiếng bước chân tráng kiện và hữu lực trong nháy mắt hơn 10 tráng hán tiến vào khách sạn chương 2440, đột nhiên có một đứa con gái một hơn 10 người này mặc cẩm y dù một thanh niên làm chủ thanh niên này mặc một thân hoa phục phong thái hiên ngang anh tuấn sáng lạn như mặt trời đôi mắt sáng người có thần trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn qua có khí chất hào sàng rộng lượng thiếu công tử cái này cái này đã phát sinh chuyện gì khách sạn nhỏ có điểm nào đắc tội thiếu công tử sao nhìn thấy thanh niên này trưởng quầy rất khẩn trương vội vàng tiến lên thỉnh tội không không có liên quan tới khách sạn ánh mắt thanh niên nhìn qua ánh mắt nhìn qua thiếu phụ sau đó lại nói với các khách nhân chư vị hôm nay người văn nhân gia sẽ giải quyết việc riêng mong rằng chư vị tạm lưu ra ngoài hôm nay văn nhân viên thạch ca mời khách sau khi thanh niên nói xong hắn nhất một thỏi vàng vào tay trưởng quầy sắc mặt trưởng quầy vô cùng vui vẻ không dám nói nữa cái gì về phần khách nhân khác càng không dám nói gì đều nhao nhao ra khỏi hiện trường không có ai dám lưu lại nơi này văn nhân kiên thạch đây là đại công tử văn nhân thế gia mà văn nhân thế gia chính là thành chủ văn thành tại văn thành này ai cũng cho ba phần tình cảm không ai dám không cho đại công tử mặt mũi trong khoảng thời gian ngắn trong khách sạn chỉ còn lại lý thất dạ và mẫu tử kia khách sạn cực kỳ yên tĩnh về phần lý thất dạ hắn chẳng quan tâm chuyện phát sinh vẫn uống rượu và nhìn ra bên ngoài vị huynh đài này hôm nay văn nhân kiên thạch ta mời khách thỉnh huynh đài rời bước được chứ văn nhân kiên thạch nhìn qua lý thất giả độc trước độc ẩm lập tức nói ra vào thời điểm này lý thất giả mới chậm rãi quay mặt qua nhìn văn nhân kiên thạch cười cười nói ra ta không cần nguyên mời khách cũng không phải ai cũng có tư cách mời ta nói xong tùy ý ném một khối tinh bích lên bàn tùy ý dùng thức ăn và rượu nhưng mà lúc này có mặt văn nhân kiên thạch cho dù trường quầy nhìn thấy tinh bích chảy nước miếng chảy dòng cũng không dám đi lên lấy tiền lý thất dạ nói như vậy đã làm cho người bên cạnh văn nhân kiên thạch biến sắc lập tức có cường giả muốn đứng ra nhưng mà lại bị văn nhân kiên thạch ngăn lại văn nhân kiên thạch nhìn qua lý thất dạ một hồi lâu ánh mắt của hắn hơi chấn động hắn cũng không nhìn thấu nam nhân trước mặt này bởi vì nam nhân này hết sức bình thường nhưng mà lại cho hắn cảm giác như thái sơn trước mặt vậy quấy dày văn nhân kiên thạch ôm quyền nói ra hắn cũng không đi gây phiền toái cho lý thất dạ lúc này văn nhân kiên thạch đi tới góc hẻo lánh nhìn thiếu phụ và nói muội muội nên theo ta quay về được rồi phụ thân có lệnh nhất định phải mang ngươi trở về thiếu phụ cúi đầu không nói lời nào dưới mặt bàn nàng đưa tay cầm góc áo dường như nàng muốn phá vòng vây rời đi muội muội ngươi cũng nên hiểu rõ ngươi không có cơ hội ngươi trốn không thoát nhìn qua thiếu phụ văn nhân kiên thạch trầm giọng nói nếu như muội muội ngươi không suy nghĩ cho mình nhưng cũng phải suy nghĩ vì tiểu hài tử nói xong ánh mắt của hắn nhìn qua tiểu nữ hài sau lưng thiếu phụ chậm rãi thở dài thiếu phụ vẫn không nói lời nào nhưng mà đối với văn nhân kiên thạch nói chuyện tâm tình của nàng do dự qua một hồi lâu thiếu phụ ngẩng đầu lên nhìn qua văn nhân kiên thạch nói ra đại ca niệm tình nghĩa xưa niệm tình huynh muội ngươi thả chúng ta đi đi nhìn thiếu phụ Văn Nhân Kiên Thạch thở dài một hơi, hắn lắc đầu, nói, "Muội muội, người cũng biết, ta nói không tính toán, cần phải cho Đông Phương Thế ra câu trả lời, phụ thân cũng không bỏ qua như vậy, trừ phi người nói ra người nọ, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, cam đoan mẫu tử các người an toàn, ta cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi." Thiếu phụ xoa so góc áo, chậm rãi nói, "Ta sẽ không trở về, ta cũng không đi Đông Phương gia, tất cả đã là chuyện quá khứ, đúng là chuyện quá khứ, nhưng nhất định phải có một câu trả lời, hai nhà tương giao, đây không phải trò đùa." Văn Nhân Kiên Thạch nghiêm túc nói ra, muội muội là ngươi theo ta đi hay là ta động thủ đây thiếu phụ do dự một hồi mê mang trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói thế nào mới tốt thỉnh tiểu thư về nhà thời điểm thiếu phụ do dự văn nhân kiên thạch phân phó nhớ kỹ không thể gây tổn thương với tiểu thư lúc này hơn 10 cường giả sau lưng văn nhân kiên thạch chậm rãi đứng ra cường giả cầm đầu ôm quyền nói tiểu thư mời trở về đi có điểm đắc tội xin hãy tha lỗi chỉ trong nháy mắt hơn 10 vị cường giả vây quanh thiếu phụ hai người lúc này mẫu từ các nàng có chạy đằng trời muốn rời khỏi nơi nào là chuyện không có khả năng không được tổn thương mụ mụ ta thời điểm hơn 10 cường giả vây quanh mẫu từ các nàng tiểu nữ hài trốn sau lưng thiếu phụ hét lớn yên tâm chúng ta sẽ không đả thương mẫu thân của ngươi nhưng ngươi và mẫu thân phải theo ta quay về văn nhân kiên thạch nhìn qua tiểu nữ hài chậm rãi nói ra ngươi là người xấu các ngươi đều là người xấu nghe câu nói này tiểu nữ hài nhìn văn nhân kiên thạch hét lớn văn nhân kiên thạch ngây người sau đó cười cười cũng không có so đo với nàng lúc này hơn 10 cường giả chậm rãi đi về phía mẫu từ các nàng thiếu phụ lập tức giữ trả tiểu nữ hài giấu nàng ra sau lưng của mình tiến thoái lưỡng nan ba ba nhanh cứu mụ, mụ thời điểm ngàn cân treo sợi tóc tiểu nữ hải nhìn qua chung quanh sau đó ánh mắt của nàng có linh quang lóe lên nhìn lý thất dạ hét một câu ách thời điểm lý thất dạ nghe tiểu nữ hải nói thế hắn đang uống rượu cũng dừng lại suýt nữa phun rượu ngon trong miệng ra ngoài lý thất dạ chậm rãi quay đầu qua nhìn tiểu nữ hải về phần thiếu phụ trong khoảng thời gian ngắn đã ngây ngốc không biết nói gì vào lúc này có một đôi mắt nhìn qua hơn 10 cường giả đang vây quanh hai mẫu tử cũng quan sát lý thất dạ thần thái thực phần bất thiện trong khoảng thời gian ngắn đôi mắt kia nhìn thẳng lý thất dạ giống như nhìn thấy con mồi lúc này hơn 10 cường giả cũng nhìn chăm chăm vào lý thất dạ thậm chí có tư thái vây công lý thất dạ, hắn không liên quan tới việc này, hoàn toàn không có quan hệ với hắn. Thiếu phụ thấy hơn 10 cường giả có xu thế động thủ với lý thất dạ thì biến sắc, nhanh chóng phân trần. Thiếu phụ vốn có ý muốn giải vây cho lý thất dạ, nhưng mà càng bôi càng đen. Lần này lý thất dạ có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 cường giả nhìn chăm chăm vào lý thất dạ với ánh mắt càng hung ác. Hiện tại càng có xu thế cường công lý thất dạ. Đại ca, đây là một hồi hiểu lầm, chuyện này không liên quan tới hắn, hắn chỉ là người ngoài mà thôi. sắc mặt thiếu phụ đại biến, vội vàng giải thích với văn nhân kiên thạch. Văn nhân kiên thạch vốn kinh ngạc cũng cười khổ một tiếng cuối cùng hắn nhìn qua lý thất dạ vừa cười vừa nói ta muốn nghe vị huynh đài này giải thích